Rồi hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay Hoa Kỳ Tổng Mỹ tiếp tục lên cho cả nhà mình một lô Hải Châu siêu mini thần chậu nha anh em ha. Đây là cây mã số 1 đầu tiên nha anh em ha. Đó, Hải Châu lá nhỏ nha anh em. Đầu tiên mình sẽ cho anh em mình xem nhé. Đây là Hải Châu lá nhỏ nha anh cả nhà ha. Ok, cây này thì nó là một cốt ba thân đã đi kèm nước một nha, tán tròn nha. Để cho anh em mình, đó, anh em mình, đó, cái dâm tàn rất là dày nè, anh em mình thấy không? Đã đủ chi, đủ tàn cho anh em mình hết rồi. Đó. Toàn xe tròn cho anh em mình xem cái cả cây nhá. Đó, được trồng vào một cái chậu mini như thế này nha anh em á, anh em mình nhìn xe nhé. Thì toàn quay cho anh em mình xem cái kích thước chậu trước nhá. Shop toàn nó nằm mặt đường nên có nhiều tiếng ồn, anh em thông cảm. Đây, về kích thước cái mặt chậu nha anh em. À, chậu này có miệng chậu là khoảng 20 cm, là chậu tròn nha anh em. Đó, 20 21 cm gì đó, 20 chắc này là 21 năm anh em, tại vì mình cái đường này. Rồi đó là 22 cm. Đó, 22 cm để cho 21 năm đi. Đó, được trồng vào cái mã số 1 nhé, Hải Châu siêu mini lá nhỏ nhé, trồng vào một cái chậu tròn, kích thước là 21 5 cm. Toàn cho anh em mình xem cái mặt chậu. Đó, chậu như thế này nha anh em ha. Cây này là một cốt ba thân, tán tròn, đã đi kèm đầy đủ, đủ tay đủ chi cho anh em mình hết luôn rồi nhá. Cây như thế này nha anh em, từ trên cao nhìn xuống nha anh em. Đó, toàn quay chi tiết cho nên là video nó sẽ dài. Mỗi cây thì toàn quay tầm khoảng 1 phút đến 3 phút nha cả nhà ha. Rồi toàn đo chiều cao cho cả nhà mình xem cái cây này chiều cao kích thước nó là bao nhiêu nhá. Chiều cao của cây từ ngọn xuống cái mặt đáy chậu là 27 cm nha anh em ha. Đó, chiều cao là 27 cm, chiều tán ngang. Anh em nào mà xem không rõ thì cứ add Zalo toàn, Zalo và số điện thoại toàn là nó có nằm dưới phần mô tả nha anh em ha. Anh em chờ toàn một xíu, toàn móc cái này, toàn đo cái tán cho anh em mình nha. Về kích thước tàn ngang của cây là 26 cm anh em ha, 26 25 cm. Đó, kích thước tàn ngang từ cái tàn ngang từ đây qua đây là 25 cm. Rồi về kích thước của tổng của cái hành thân, đó, tổng hành thân thì hiện tại là khoảng 20 cm, 20 cm nha anh em. Cho anh em mình xem nè, tổng hành một góc đó. Đó, cây là như vậy nha anh em, nhìn từ xa nè, tán tròn đủ chi đủ tàn cho anh em mình rồi. Cây thuộc dạng cây thành phẩm nha, thuần chậu nha anh em ha. Đó, nhìn cái góc nó nè, nhìn cái cành dâm nó nè, đó, bao đẹp cho anh em mình luôn ha, đủ chi đủ tàn nha. Đây là toàn xây tròn cho anh em mình xem ở cái dạng cành dâm. Đó, cành dâm nó vậy, đã đủ chóp đủ chi cho anh em mình rồi. Còn đưa cái tay vào cho anh em mình xem nè, đó, đưa tay vào cho anh em mình xem nha, rõ chi tiết cho anh em mình luôn. Đó, thì cây này nó là một dạng chính xác, nó nếu mà chúng ta tùy chúng ta chọn một cái mặt tiền, mặt tiền chúng ta chọn bên đây thì chúng ta nhìn ra là một cốt hai thân. Một cốt hai thân thì bánh số 1 đã đủ chi này, bánh số 1 cho nên mình đủ chi này. Đó, bánh số 2 thì có cành hai đầy đủ nè, cành đây cành chóp và có cành phong phía sau đầy đủ luôn, cành phong phía sau cho nên mình xem luôn. Đó, cành phong nè, đó, tùy anh em mình chọn cái mặt tiền. Mặt này thì nhìn kỹ thì nó sẽ ba thân, nhưng mà cái thân đó, cái thân nhỏ nhất thì vẫn có chi cho nên mình rất là đầy đủ đẹp này ha. Rồi ok, toàn chốt mã số 1 cho nên mình, toàn xuống cây cho anh em ha, toàn lên mã số 2 cho anh em mình nha. Đó, bộ đế của nó thì nó trải nha anh em, đó, bộ đế trải rất là đẹp này, đó anh em mình thấy không, bộ đế nó đây. Đó, bộ đế trải rất là duyên nha. Đây cũng là một cái thân lớn nó ra này nha anh em, toàn đắp sơ dừa để cho nó mát cái thân thôi. Đó, anh em mình thấy không, đó là một cái đế trải ra như thế này, nó trải ra nha anh em ha. Anh em mình nhìn nè, rất là đẹp, rất là duyên nha. Ok, chốt cả nhà mình nha, toàn xuống cây số 1 nha.
Thì giá của cây số 1 này là Toàn xin phải báo giá cho anh em mình là 750 bao ship nhé. Còn anh em nào mua sỉ thì anh em mình inbox mình nha. Hoặc là anh em mình có kỳ kèo nhả giá thì add Zalo mình. Giá Toàn có báo trong video từng coi từng giá nha. Hỏi nhiều anh em hỏi cứ sao lại không báo giá, sao không báo giá, thì thực tế là do các anh em không coi video nha. À, cái đó là Toàn nói một tâm sự đó là thực tế như vậy luôn. Còn anh em muốn không thích xem video, nghĩa là cảm thấy nó phiền hà hay gì đó thì anh em mình xem cái phần mô tả add Zalo của em cho em nhé. Add Zalo em sẽ gửi từng ảnh cho anh em mình xem. Rồi cái số 1 Toàn xin phép xuống đây, 750 bao ship toàn quốc nha, ship code toàn quốc nha cả nhà ha. Rồi xin phép cho cả nhà mình Toàn lên cái số 2. Để tiếp tục là mã số 2 nha anh em ha, Hải Châu nha. Hải Châu mini bonsai thần chậu lá nhỏ nha anh em ha, lá này nha. Anh em mình cứ tiếp tục, anh em đầu tiên cái mã số 2 Toàn đầu tiên là cho anh em xem cái lá đó. Tổng thể cây từ trên cao xuống nè. Đó, lá nó đây nha anh em. Rồi tiếp theo thì Toàn sẽ cho anh em mình xem cái kích thước của chậu nha anh em ha. Toàn trồng cái chậu mini này thôi, đơn giản như thôi. Hải Châu mini lá nhỏ của Bình Định. À, kích thước mặt chậu. Kích thước chậu là 17 cm nha anh em. Đó, kích thước chậu là 17 cm nè, 17 cm. Đó, là chậu này là chậu lục giác, hai chậu 1 2 chậu 5 cạnh. Chậu ngủ. Đó, kích thước chiều cao của chậu là đã Toàn đo rõ hết cho anh em mình luôn nha. Chi tiết kích thước chiều cao của chậu là 14 nha anh em. Đó, chiều cao nó hơi bị che nắng một xíu, anh em mình thông cảm, mà kích thước là 14 nha anh em. Rồi, bây giờ Toàn đo tiếp cái chiều cao của cây. Này Toàn quay nhanh hơn nhá. Chiều cao của cây là 23 cm nha anh em. Chiều cao của cây là 23 cm tới đáy chậu. Rồi, tiếp tục ta tán ngang. Tán ngang của cây thì mình móc từ đây qua đây là tán ngang của nó là 20 cm nha anh em ha. Đó. Tán ngang là 20 cm. Anh em xem video xem kỹ giúp cho em nha. Rồi em quay đơn giản vậy thôi. Kích thước đầy đủ cho anh em mình luôn. Rồi Toàn đo hết kích thước rồi thì Toàn sẽ tiếp tục quay tròn cái chậu cây cho anh em mình xem. À, tổng cái hành gốc thân này là 18 cm nha anh em. Tổng đây là 18 cm Toàn đo trên cao này anh em ha. À, cây này thì nó có một xíu lũa vô đây. Anh em mình thấy cái lũa trong không? Đó. Lũa thép nha anh em ha. Và thậm chí là cái khúc chỗ lũa đây nó ra rễ luôn. Anh em mình thấy cái trắng trắng là rễ nha. Toàn bộ bên đây nó là cái lũa thép đi từ trên xuống này. Đó, nó là lũa nha anh em ha. Đó, và cái đế nó như thế này. Toàn quay cái mặt đế phía bên đây cho anh em mình xem. Đó, đế, tức là đây là lũa nha anh em. Lũa ngoài này nè, lũa ở trong này nữa. Ở trong này nó có một cái lũa trên cao này. Toàn bẻ cành này lên cho anh em mình thấy cái lũa nó nha. Đó, cái lũa nó như thế này. Đây là cái lũa nó này, đó. Lũa thép nha anh em. Lũa thép nhá, lũa tới bên đây luôn này. Cái cành bên đây cũng là lũa nè. Đó, đây là lũa thép anh em mình nhìn cái mặt bên đây này. Thì ở trong đây nó là lũa nha. Và cây rất là mạnh nha anh em ha. Đó, rất nứt mầm này nọ, chi tàn rất là góc bên này nhìn anh em mình nhìn tổng thể góc bên này rất là to nha. Đó, to ghê chưa anh em ha. Đó, thì anh em nếu mà Toàn đo luôn cả cái rễ này thì đo kích thước của cái cả rễ này. Cái đây là mã số 2 nha anh em. Mã Hải Châu mã số 2. Nếu mà Toàn đo luôn cả cái rễ kia nữa thì nó cũng phải lên hai mấy nha anh em. 24 đó. Đó, 24 đó, nếu là gồm luôn cái rễ này. Còn không một cái rễ trên đây thì kích thước nó nhỏ hơn, nó chỉ 21, 22 thôi. Đó. Đó, anh em mình nhìn rõ cái góc lũa nó vô không? Gọi lũa thép nha, lũa của Hải Châu rất chắc nha anh em. Nó rất là đẹp và rất là chắc. Đến mức mà nó mạnh đến mức mà chỗ đây nó ra cái rễ trắng non luôn nè, anh em mình thấy. Đó là rễ của nó được xuống theo cái chiều hướng nước. Đó. Rồi ok, Toàn sẽ quay tròn cái cây mã số 2 cho anh em mình xem lại một lần nữa. Đó. Thì anh em mình chọn cái mặt tiền nó là mặt nào, anh em mình chọn mặt tiền này cũng được. Đó, mặt tiền này thì anh em mình sẽ toàn bộ cái này người ta sẽ là chi 1 này. Đó, chi 1 này. Đó, cái này là chi 2, anh em mình thấy chi 2 không? Và đây là cái chúng ta nuôi chóp và cành phong nó nằm bên kia, hoặc là đây là cái cành nó chỉ vào cái mặt tiền của mình, nó cho phải đưa lên cao một xíu nha anh em. Để chi? Để chúng ta có thể nhìn được cái mặt tiền là một, thứ hai nữa là nó che được cái chỗ cái điểm xấu của cái ngay góc lớn ở chỗ đây. Anh em mình ha. Đó, chúng ta bẻ lên chiếu là nó chỉ tròn tán, nên về cứ bẻ sơ lại và nuôi thêm những cành dâm ra thì rất là đẹp đó. Cây này chúng ta nuôi rất là khỏe nè, cành dâm đó. Đó, bánh của chi 1 này anh em ha, bánh của chi 2 này,
của chi 2 này. Đó, anh em mình thấy đủ hết rồi này, đâu có làm gì nữa đâu. Năm sơ nó ra hoa trái là đẹp như view luôn. Đó. Thì đây nó cũng có một cành nó rơi xuống này. Đó, để nó chia lại cái điểm khúc của đây. Sau này chúng ta nuôi cành dâm của thằng này lên và thằng này nó rớt xuống nên nữa là rất là đẹp nha anh em ha. Đó, con này chúng ta nhiệm vụ chúng ta nuôi chóp này. Từ tâm đây xuống này, giữa chậu này, từ đây lên đây giữa chậu này đó, anh em mình sẽ nuôi ngay đây một cái chóp, đây là cái chóp nha anh em ha. Cố gắng nuôi cái chóp chỗ này để gì, để chúng ta chỉa như thế này theo hình chóp xuống này là nó sẽ kiến tạo và nó đẹp. Đó, đây là cái cây mã số 2 Hải Châu siêu mini lá nhỏ nha anh em. Hải Châu rừng Bình Định nha anh em ha. Còn xây tròn cho anh em mình xem một lần nữa. Rồi ok, toàn xin phép xuống cái video cây mã số 2 Hải Châu nha. Toàn sẽ lên cho anh em mình cái mã số 3 nha. Anh em muốn xem chi tiết cũng giống như mã số 1 cái toàn nói đó, add Zalo toàn ở phần mô tả nha anh em ha. Rồi tiếp theo nha cả nhà ha, Hải Châu lá nhỏ rừng Bình Định mã số 3 nha anh em ha. Mini bonsai. Đó, mini bonsai thôi, kích thước chậu như này tầm 20 cm thôi. Đó. Chiều cao nó cũng tầm 20 25 cm thôi nha anh em ha. Quay rõ cho anh em mình kích thước chậu này, anh em mình xem cái chậu nè. Đó. Rồi, tiếp tục xem một vòng tròn cho anh em mình xem về cái lá của nó nha anh em ha. Đó, về độ dày của cái cành dâm và kẽm nó đây. Cây này đã ra hoa ra trái rồi nha anh em ha. Nhưng mà do là toàn cát tỉa và cành dâm nó ra rất là dày nè anh em. Anh em mình về bấm gọn lại tiếp. Ta đi nước 2 nha anh em ha. Đây, cành dâm nó rất là dày như thế này. Và tùy anh em mình về có thể tạo tác lại. Đó, cây này tán nó cũng đã tròn rồi, rất là duyên rồi. Và toàn đi ở mức gọi là cơ bản thôi, chứ cũng không có gì là siêu sao hết nha anh em ha. Hải Châu mini bonsai mã số 3 nha anh em ha. Là anh em mình cứ chốt mã nào thì xem dưới phần Zalo. Số điện thoại toàn, chốt inbox cho toàn nha. Toàn đo kích thước cho anh em đây. Về chiều cao của cái cây này thì từ ngọn mà xuống tới đáy chậu là 22 cm nha anh em ha. Anh em mình xem kích thước nhé. 22 20 cm thôi. Đó, 20 đến 22 cm. Rồi tiếp tục về tán ngang của nó. Tán ngang thì toàn đo từ cái tán ngang phía bên này. Toàn kéo qua đây cho anh em mình xem. Tán ngang của nó tới cái mặt chậu bên này là khoảng 24 cm nha anh em ha. 24 cm. Rồi cây rất là duyên nha, hàng mini bonsai cho anh em ha. Và anh em muốn hàng to thì inbox toàn giả của hàng cây to. 1 triệu rưỡi cũng có, 2 triệu rưỡi cũng có, 3 triệu cũng có nha, 7 8 triệu cũng có nha anh em. Tùy vào cái mức tiền của anh em mình chơi nó như thế nào thôi. Còn đây là toàn hàng này hàng mini bonsai để bàn. Anh em mình có thể bưng ra bưng vô được. Ra hoa ra trái chúng ta rất là duyên, ta để bàn rất là duyên. Về kích thước của hành gốc này là 20 cm nha anh em ha. Đó, toàn đo như thế này trong video chuẩn như thế này cho anh em mình nha, 20 cm. Đó. Hành thông ở trên này nè, hành thân toàn quay là toàn cầm một tay, anh em mình thông cảm. Anh em mình xem cây kỹ thì anh em mình sẽ chịu khó xem, nó hơi lâu lâu một xíu nha anh em. Cứ còn lướt rồi anh em mình hỏi thì nhiều khi toàn không trả lời, rồi có nhiều anh em trách móc không toàn nữa chứ. Thật sự là có hiểu. Rồi, kích thước ở trên này là hành thân là 13 cm nha anh em ha. Còn cho anh em mình xem cái kích thước của nó này. 13 cm, hành thân là 13 cm. Đó. Cây rất là khỏe nha anh em yên tâm, không có cái gì suy nghĩ cả. Bộ đế nó trải ra tới gần mặt chậu đây, đó. Bộ đế này, nó chéo và nó léo rất là duyên nè, đó. Anh em mình thấy không? Rồi toàn xem một vòng cho anh em mình xem nha. Lúc nãy là toàn quay hai mã kia ở hướng bên kia cho bên này do nó nắng quá, rồi bây giờ toàn chuyển cái hướng này. Đó, anh em mình xem cái tán tròn của nó đây. Đó, cây rất là duyên nha anh em. Nắng quá anh em ạ. Rồi cái tán đây. Anh em mình nhìn cái cành dâm và tán nó nha. Đây. Đó, anh em mình chịu khó nhìn giúp cho em, chứ nắng gì nó chói rồi. Đó, mã số 3 nha anh em ha. Cũng là đồng giá 750 nha, 750 toàn ship code toàn quốc nha, bao ship cho anh em mình luôn. Hải Châu lá nhỏ thôi. Lá nó như thế này thôi, không có to lắm đâu nha anh em ha. Bông trái thì cực kỳ đẹp luôn. Hoa thì màu trắng. Trái thì đủ 5 màu. Xanh, vàng, cam, đó. Rồi đỏ. Đủ màu hết cả. Anh em mình tìm hiểu về Hải Châu anh em mình biết cái sẽ cái màu nó như thế nào. Ok, toàn xuống mã cái cây mã số 3, toàn lên mã số 4 cho anh em mình nha. Ok, toàn sẽ lên mã số 4 cho anh em đây.
tiếp theo là một cây hải châu mi bonsai mã số 4 nha anh em ha. Đây, cây này được trồng vào một cái chậu tròn tán tròn như thế này nha anh em ha. Còn quay trên cao cho anh em mình xem nhé. Đó, cây như thế này nha anh em. Rồi, tiếp theo anh em mình xem cái lá nó. Lá này lá nhỏ nha anh em ha, cũng không có to đâu. Lá này rất là đẹp nè. Bông nó rất là sai, trái rất là to nha anh em ha. Rồi tôi sẽ tròn một vòng cho anh em mình xem. Hải châu mini bonsai nha anh em ha. Hàng mini bonsai để bàn. À, cầm tay là được rồi. Bưng vô, bưng ra, bưng vô dư sức luôn nha anh em ha. À, tùy anh em mình chọn cái mặt tiền nó như thế nào nha. Cây này thì anh em mình tùy chọn mặt tiền. Tại vì nó có một góc lũa bên đây nha anh em. Đây là lũa thép nha cả nhà ha. Đó, từ đây qua đây là một cái lũa, còn để im luôn cho nó đẹp. Cái bộ đế nó trải dài từ đây qua đây. Cái chậu này kích thước khoảng 21,5 m nha anh em. À 21 cm nha anh em ha. 21,5 cm. Về cái tán ngang của cây này, tổng thể về tán ngang của cây nha. Anh em mình chờ chiếu. Tổng thể về tán ngang của nó là 24 cm nha anh em ha, 24 cm. Đó, kích thước ngang. Về chiều cao từ ngọn xuống này, tổng sẽ kéo từ cái ngọn tâm này. Đó, anh em về chọn định hình lại cái tâm của chậu nằm đâu thì anh em mình kéo cái ngọn xuống nữa, cho nó đúng chuẩn nha. Từ chiều cao của cây là 28 cm nha anh em ha. 28 cm, chiều cao 28 cm. Rồi, kích thước tổng cái bộ đế. Bộ đế này là một cái bộ đế trải dài nha. Rất là đẹp nha anh em ha. Hàng rất là duyên, hàng cốt đế lửa. Đây, tổng cái đế cho anh em mình xem luôn. Tổng đế hiện tại nếu mà chúng ta riết lại anh em. Đó anh em, tổng đế của nó này 32 cm. Tổng đế 32 cm nha anh em. Đó, nếu mà anh em mình kéo lên trên một xíu thì khoảng 29 cm, khoảng 29 cm. Còn nếu mà chúng ta đo một thân á, sau phòng mà gần mặt đường có nhiều tiếng ồn anh em thông cảm nha. Chúng ta chủ yếu coi cái cây nó đẹp như thế nào và kích thước thôi. Cái đoạn nào nó ồn anh em mình bấm lướt qua giúp còn một xíu nha. Rồi, chiều cao của một thân thì còn trừ ra cái độ căng của dây thì khoảng là 16 cm nha anh em. Một thân này thôi, một thân trên 16 cm. Đó, kích thước của cây mã số 4 nó như thế này. Rồi, toàn xe tròn lại một lần nữa anh em mình xem. Hải châu mini bonsai lá nhỏ mã số 4 nha anh em. Rồi, tôi cho anh em mình xem cái cành dâm bên trong. Hàng thân chậu nên toàn chả lo gì cả, anh em yên tâm. À, cái lũa nơi này, lũa thép nó như thế này nha anh em ha. Đó, lũa thép nó đây. Bán tròn như vậy, anh em mình xem cái cành dâm của nó rất là dày. Đó, rất là dày nha anh em. Ok, toàn chốt mã số 4 toàn xuống nha. Cũng là 750k. Bao ship cho anh em mình toàn quốc luôn, 750k nha. Rồi toàn xuống cây, toàn lên mã số 5 cho anh em nha. Rồi, tiếp tục là một em hải châu mini bonsai mã số 5 nha anh em ha. Được trồng vào một cái chậu oval như thế này. Kích thước của chậu oval. Chậu oval thì về kích thước về cái độ. Đó. Kích thước cái mặt chậu này là 16 cm nha anh em ha. Rồi, còn chiều dài của nó này. Chiều rộng là 16 cm. À, cái chiều dài của chậu nè. Anh em thông cảm toàn xíu nha. Vừa quay vừa ấy rất là khó. Không có ai phụ cả. Còn chiều dài của mặt chậu là 30 cm nha anh em ha. Rồi ok. Đó, mình cho anh em mình xem vậy thì cái kích thước mình sẽ nhìn được cái kích thước của cái cây. Kích thước của cây mà từ bên này nè, từ cái tán ngang của nó nè. Chờ mình xíu nha anh em, mình móc. Rồi, tán ngang mình lấy từ đây đi. Từ đây qua đây, tán ngang của nó qua tán mặt chậu bên này là 42 cm nha anh em. Đó, cho là 40 cm đi. Đó. Đó, kích thước của nó này. Đó, tới đây nè, 40-42 cm anh em ha. Đó là tán ngang của nó nha anh em. Rồi, chiều cao của cây, mình lấy từ nào mình làm chóp đi. Điểm tâm này thì mình sẽ lấy tại đây làm chóp nha anh em. Từ chóp mình xuống này, tới 29 cm nha anh em ha. Ta lấy chậu là 29 cm.
chiều cao 29 cm, tán ngang 42 cm. Đó, tổng bề đế nhá. Tổng bề đế của cái cây này nha anh em. Tổng bề đế của cây này là 26 cm nha anh em. Đó, 26 cm. Rồi tổng cái hành thân. Hành thân thì mình quay bên đây nó dễ đo hơn nha anh em ha. Hành thân mình lấy một cái thân này thôi. Cây này rất kích thước rất là lớn nha anh em ha. Nhưng mà giá tiền thì cũng như cái khác thôi. Đây, hành thân là 13 cm nha anh em. Đó, cho anh em xem mình luôn. Hành thân của nó là 13 cm nha anh em. Rồi, hành thân 13 cm. Đó, cây đơn giản như thế thôi. Còn quay sơ bộ lại cây một lần nữa cho anh em mình xem. Quay cái góc cho anh em mình xem nhé. Góc nằm như thế này nha anh em. Rồi, còn nguyên góc lên cho anh em mình xem. Tại vì chỗ thân góc đó là nó có một số lũa. Đó, nó có lũa, anh em thấy cái lũa không? Đó, còn tổng hành góc nó như thế này. Một số lũa như thế này. Lũa Hải Châu rất chắc nha anh em ha. Lũa thép, cực kỳ thép luôn. Rất là chắc, rất là khỏe. Anh em mình về có thể tạo tác lũa ngay chỗ đây. Tạo tác lũa ngay chỗ hành thân đây. Đó, từ đây chúng ta tạo tác lũa xuống này nó sẽ đẹp. Là nó lên nó đều với cái thân nhánh ngay chỗ đây. Nha anh em ha. Anh em mình về nuôi chóp nữa. Và đi nước 2 nữa thì rất là đẹp nha anh em ha. Cây từ trên cao nha anh em. Đó, tăng bay cây từ trên cao như vậy. Cái góc bên này nè. Đó, còn nguyên một xíu cho anh em mình xem cái góc ở trong này của này. Đó, cây nó như vậy nha anh em. Cây rất là khỏe nha. Rất là mạnh nha. Tổng bể, cố tình bể cái cành rơi này lên đây cho anh em mình xem cái góc nó nha. Rất là to nha anh em. Ướm thử cái bàn tay cho anh em mình xem nè. Đó, ướm thử cái cổ tay cho anh em mình xem nè. Anh em thấy không? Rất là to nha, không phải nhỏ nha. Đó, kích thước thì hồi nãy toàn đo rồi. Giờ toàn đo lại một lần nữa cho anh em mình xem cho nó chắc chứ để rồi. Thật sự một mình thì lúc nào nó cũng khó khăn. Anh em nằm xem cây thông cảm cho Toàn. Còn muốn xem cái cây trực tiếp hơn thì add Zalo Toàn dưới phần mô tả nha. Đây, tổng nó đấy anh em. Đó, giờ mình đo kỹ ở phía đây là 30 cm đó. Thì cho 29 cm đó. 29 cm nha anh em. Đưa lên này đó. 29 cm, 30 cm. Ok, Toàn xuống mã số 5 nha anh em ha. Cây rất là to nha anh em. Hành gốc mà 29 cm là cây rất là to chứ không phải nhỏ đâu nha anh em. Hành thân là 13-14 cm. Đã đủ chi đủ tạng hết rồi. Anh em mình nhiệm vụ chỉ nuôi chóp thôi. Từ tâm cây xuống đây chúng ta sẽ lấy tâm cây nằm ở đây. Đúng không? Ta đi lên đây ta chọn ở đây là chóp. Chúng ta sẽ lấy một cành nào nhỏ chỗ đây thôi. Đó, những cành dâm này nhỏ này để làm chóp. Từ đây chúng ta sẽ nuôi, chúng ta bể xuống là một hình tam giác xuống này. Thì cây này sẽ rất là duyên và rất là đẹp. Sang năm ra hoa ra trái rất là đẹp nha cả nhà ha. Ok, Toàn xuống lên mã số 6 cho anh em mình nha. Tiếp theo là một em Hải Châu mini bonsai hàng thuần chậu nha anh em ha. Mã số 6 nha cả nhà ha. Mã số 6, Toàn xây tròn mã số 6 cho anh em mình xem trước nha. Rồi ok nha cả nhà ha. Thì mặt chậu này Toàn trồng vào một chậu mini bonsai này. Cái mặt chậu này khoảng 20 cm nha anh em ha. 20 cm đến 21 cm. Đó, thì nó là chậu tròn. Rồi tiếp theo Toàn đo chiều cao cho anh em mình xem. Chiều cao này là chiều cao của cây nhá. Toàn lấy tâm toàn... Anh em mình nếu tùy anh em mình chọn cái mặt tiền như thế nào thì anh em mình lấy cái cây đỉnh chóp nằm tâm giữa chậu nha anh em ha. Cái đỉnh chóp này từ đây chúng ta kéo xuống này. Cây này đủ chi đủ tàng hết rồi. Anh em mình nhiệm vụ về chơi thôi. Đi nước 2 nữa là được. Hải Châu thì không còn đi nước 2 đâu. Cái này 32 cm đối với chiều cao nhá. Chiều cao là 32 cm. Rồi tán ngang nha anh em ha. Tán ngang còn lấy từ khúc này thôi, còn không lấy khúc bên kia. Bên kia có khi nó dài hơn nha anh em ha. Tán ngang có khi dài hơn. Tán ngang 28 cm. Đó, 28 cm là toàn nới lại cho khúc ngang bên đây. Đó, tại nó ra tới đây lần nha anh em. Anh em mình làm sao mà gối gọn nó nằm từ cái mặt chậu này qua tới mặt chậu đây thôi là được nha. Những cành dâm nào nó ra khỏi mặt chậu thì một là mình ép nó xuống như thế này.
hai là chúng ta cắt bớt thì nó sẽ tròn tán và nó ra những cái cành rất là đẹp đó. Chúng ta sẽ cho nó ra như thế này để sau này những cái đọt đi lên đó chúng ta sẽ gom nó lại làm cái chậu nó sẽ đẹp đó, gom nó lại như thế anh em ha, chúng ta gom lại nó tròn tán nha anh em ha. Đó, chúng ta gom nó lại như thế này đó, chúng ta gom lại nha anh em để cho cây nó tròn nó duyên đó, chúng ta có chóp luôn thân rồi, chiều cao và tán ngang toàn đo rồi. Bây giờ toàn bẻ lên một xíu nha anh em, chấp nhận bẻ lên một xíu đi để toàn cho anh em mình xem cái hình gốc nó rõ hơn một xíu, rồi về sau này nuôi chúng ta định hình lại xong. Cái chuyện định hình đó thì nó đơn giản rồi. Anh em mình chịu khó nha. Tổng hành gốc nha, hành gốc này nha anh em ha. Tổng cái hành gốc của cây mình hiện tại là nếu mà chúng ta riết kỹ nha anh em ha, là 33 cm nha anh em ha, 33 cm. Còn lên trên cao một xíu này. Để đo kỹ lại cho anh em mình do cái mặt. Đây toàn gom hết luôn, cái đây là khoảng 4. Cây này thì như video trước toàn có đo hành và này nọ cho anh em mình hết rồi. Đó, cây này khoảng 28 cm nha anh em ha, góc 28 cm. Đó, 28 cm. Mã số 6. Cái này có video trước toàn đã từng đo kích thước cho anh em mình rồi. Anh em mình muốn xem kỹ về kích thước này thì anh em mình vào Zalo toàn sẽ cho anh em xem kích thước ok hơn. Tổng hành gốc 29 cm. Đó, chiều cao 28 30 cm. Chiều cao 30 cm. Tán ngang của nó là 25 đến 28 cm. Mã số 6 nha anh em. Rồi toàn xuống mã số 6, toàn lên mã số 7 đây. Rồi, tiếp tục chào cả nhà mình nha. Đây là cái hạt trong mini bonsai lá nhỏ nha anh em ha, hàng của Bình Định nha. Mã này là mã số 7. Rồi xin phép quay tròn một lần cho anh em mình xem cái mã số 7 nha. Hạt trong mini nha. Đã đủ tay hết rồi anh em ha. Nhiệm vụ mình về chúng ta sửa lại thôi. Sửa lại cho tròn tán thôi. Rồi chúng ta chơi thôi. Cái này là một cốt hai thân nha. Đó, đầy đủ tay cho anh em mình luôn nè. Tay ngay cả cái tay này, nó tay phụ này nó cũng lên rất là dày luôn rồi nè. Đó, tay phụ nè anh em, lên rất là dày nè. Nó bẻ qua táo bên đây luôn. Đó, chi đủ nè, chi một nè. Đầy đủ cho anh em mình luôn. Này thằng bẻ nó lên cho nó tròn tán nè. Đây nó ra, sau này nó dày dâm ra, chúng ta sẽ có một cái tán cành một rất là đẹp nha. Đó. Cây đã tròn và rất là đẹp, rất là duyên nha cả nhà ha. Nhiệm vụ anh em mình về nuôi thêm thôi. Nó đây nó mọc lung tung ra là rất là nhiều nè. Đó. Anh em mình về một là để im tán tròn thì chúng ta tỉ chúng ta chơi, hai là anh em mình nếu mà chơi theo kiểu thế thì anh em mình cắt bỏ bớt, anh em mình định hình lại, nuôi cành dâm lại, cành nào cần giữ và cành nào bỏ thì anh em bỏ nhá. Còn anh em nào mà chơi ở cơ bản như thế này thì sang năm có hoa có trái chơi rất là duyên cho anh em mình rồi. Rồi toàn đo kích thước cho anh em mình nha. Chiều cao của cây nha anh em. Chiều cao của cây là 36 cm, từ trên cao xuống chậu này 36 35 cm. Đó nha anh em ha. 35 cm. Rồi, toàn đo cái kích thước tầng ngang cho anh em mình. Tầng ngang từ đây qua đây nha anh em 26 cm này. Anh em thấy không? 26 cm nhá. Rồi ok. Tiếp theo là hành tổng cái hành gốc nhé. Cái này toàn đắp sơ dừa chứ cái gốc nó còn nổi phía dưới rất là to nha anh em ha. Tổng hành gốc là 22 cm nè anh em. Hai thân 22 cm. Thì đo kích thước của một thân. Kích thước của một thân thì thân này kích thước một thân thì cái này là 10 cm nha anh em ha, 10 cm. Đó. Rồi, ok, kích thước đã đủ cho anh em mình luôn. Anh em mình muốn xem cái gốc mà nó như to nhỏ như thế nào toàn cho anh em mình xem luôn, tại toàn chuyển qua đắp cho nó mát xíu thôi chứ còn lấy ra anh em mình lấy cho anh em mình xem cái gốc nó như thế nào, mình lấy ra mình đắp rêu nó đẹp hơn nha anh em ha. Chuyển qua toàn giữ ẩm xíu thôi chứ còn
mai mốt còn để sư dừa sơ thôi, tại trong đó nó cát là có sư dừa rồi nên cây nó sống khỏe rồi. Hai châu một viên đã sống khỏe rồi thì nó rất là khỏe nha anh em ha. Đó anh em mình thấy cái bộ đế nó chảy chưa, rất là duyên thôi. Đó bộ đế nó rất là dữ toàn nha anh em ha. Đó bộ đế nó chảy ra nè, anh em mình thấy nó chảy ra không? Bên này cũng vậy, bên này còn sẽ lấy cho anh em mình xem cái bộ đế nó. Đó bộ đế này nó cũng chảy ra như thế này, anh em mình thấy không? Đó thay vì chúng ta đây cái bộ đế nó chảy ra đây, bộ đế nó chảy xuống đây và một cái bộ đế nó nằm đây. Phần rễ non ở phía dưới rất là dày nha anh em á, cây sống rất là mạnh, cam kết cho anh em bảo hành cho anh em mình luôn á, anh em mình có yên tâm. Đây là những cái kẽm mà toàn cố định cái rễ lợ cái khoảng phần lớn này với cái mặt chậu phía dưới nha anh em ha. Đây chúng ta đắp rong đắp rêu lên nữa, chúng ta làm tiểu cảnh thì rất là đẹp, rất là duyên. Ok, tôi xin phép rớt xuống like cái mã số 7 nha, còn lên mã số 8 cho anh em mình nha. Ok, chào cả nhà mình, còn lên mã số 8 đây. Cũng là 750 nha anh em á, bao ship xíu của toàn quốc nha, 200 mini bonsai. Đó, anh em mình chịu khó xem từng coi và toàn giới thiệu kích thước cũng từng coi rõ ràng như vậy, anh em mình chụp màn hình lại gửi cho toàn là được nha. Rồi xin chào cả nhà mình nha. Để em tiếp tục lên cho anh em một cây hạ châu mini bonsai nha. Đó hàng thường chậu nha anh em ha, lá nhỏ. Đó. Thì mã này là mã cái hạ châu mã số 8 nha. Anh em nào chốt cây nào thì inbox cái mã đó cho toàn là thứ nhất, thứ hai nữa có thể anh em muốn xem rõ cây hơn thì ít kết Zalo toàn. Từng mỗi một cây video toàn đều nhắc lại cho anh em mình như vậy nha. Và toàn có báo giá cho anh em mình đồng giá 750 bao ship nha, ship cố toàn quốc nha anh em ha. Đó cho nên anh em đừng thắc mắc và thông cảm với toàn nha. Xem ở phần mô tả có số điện thoại và số Zalo của toàn á. À, anh em mình kết bạn Zalo cho toàn giúp. Số điện thoại và số Zalo toàn xài riêng biệt nha cả nhà ha. Đây, cái này toàn đã đắp rêu thần trọng như thế này. Đây là những cái rêu này nó do mưa. Mưa nó bị úng các bạn, nhưng không sao. Dòng rêu nó là dòng tảo. Sau khi nó úng thì nó sẽ lại sống lại thôi anh em ạ. Đó, đủ độ ấm và đủ ánh sáng nó lại sống lại thôi. Nó toàn đắp hai con người như thế này rất là đơn giản nha anh em ha. Cây này là một thế nó nằm bay. Đó, bay ra như hướng như vậy. Cây đã đủ chi đủ tàn cho anh em mình hết rồi. Đó, đủ chi. Cái cành rơi này chúng ta nuôi về tới đây nữa là được rồi. Tới mặt chậu này nữa là cây duyên rồi. Năm sau sẽ cho hoa cho trái rất là duyên nha anh em ha. Cây rất là duyên. Đó, toàn xe tròn như vậy. Toàn quay từ trên cao quay xuống cho anh em mình xem nha. Đó, về chúng ta nuôi vào những cành dâm nữa để cho nó tròn tán hết. Và chúng ta nuôi cái chóp nữa là chúng ta sẽ có một cây hạ châu rất là duyên và rất là đẹp. Rồi toàn đó kích thước cho anh em mình ha. Về kích thước của cái hành thân trước nhé. Cái này thì tổng hành thân của nó nha anh em. Tổng hành thân của nó là 14cm nha anh em ha. Kích thước là 14cm. Chiều cao của nó là 24cm nha anh em ha. Chiều cao 24cm. Rồi tán ngang. Tán ngang còn lấy từ mặt chậu bên này thôi nha. Tán ngang nó là 24cm nha anh em ha. Đó, kích thước thì toàn đo chuẩn hết rồi, anh em mình xem video để coi kích thước nhé. Toàn xây tròn một lần nữa rồi toàn kết thúc, toàn xuống cái mã số 8 nha, mã số 9 nha anh em ha. Đây là mã số 8. Toàn lên mã số 9 cho anh em. Rồi ok, toàn xuống like nhá. Xuống video toàn lên cái mã số 9 cho anh em mình nha. Anh em nào mua thì inbox cho toàn Zalo số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Ok. Xin chào anh em mình nha. Tiếp tục là em mini hàng Hải Châu mini bonsai tiếp tục nha cả nhà ha. Đây là mã số 9 nha cả nhà ha. Đó, toàn báo mã nào thì anh em mình nhớ cái mã đó rồi chụp màn hình lại nha. Cây rất là duyên và rất đẹp nha, mini bonsai. Toàn xây một lượt cho anh em mình xem cái chậu cây và cả cây nhá. Lá như thế này nha anh em ha. Lá này đang phúng gọt non và cành dâm rất là dày nha cả nhà ha. Đó, xây một dòng cho anh em mình xem. Rồi toàn quay từ trên cao quay xuống nhé. Đây nha anh em ha. Rồi tiếp theo cho anh em mình xem cái góc. Đó, cành dâm và góc nghiêng, độ nghiêng nó như thế này nha cả nhà ha. Rồi mặt bên đây, mình xem cho anh em mình xem cái mặt bên này. Đó. Nè, anh em mình thấy cái cành dâm nó ra không? Rất là duyên nhá.
sâu nó ăn hết các đọt non anh em à. Cái sâu lông mùa này sâu lông nó ăn hay ăn cái đọt non hải châu lắm anh em mình, trong hải châu anh em mình cũng cẩn thận nè, coi những cái con sâu lông là lên đọt non là nó ăn hết, nó ăn không tham cái gì luôn, anh view đầu view đọt hết, một con thì ăn cả cây cả nha. Rồi tổng đó cái thứ cả nhà mình nhé. Nãy giờ toàn lấy cái thước, anh em thông cảm xíu, chờ toàn xíu. Rồi, chiều cao của cây. Về chiều cao của cây toàn lấy từ ngọn xuống thân là khoảng 23 cm nha anh em. 23 cm nhé, đó là chiều cao của thây nha, của cây. Rồi tán ngang. Tán ngang của cây là 29-30 cm này, anh em thấy không? 29-30 cm nhé. Rồi ok. Rồi toàn đo cái tổng hành gốc cho anh em mình. Mã số 9 nha anh em á, Hải Châu Mini Bonsai mã số 9. Tổng hành gốc của cây này là bao nhiêu? Đó, tổng là 17 cm nha anh em. Tổng là 17 cm này. Đó, 17 cm. Thì thân trên của nó là bao nhiêu cm nhá? Toàn đo một tay nên là nó cũng xém xém tầm đó. Thì 17 cm này có thể là 18 cm này, cũng có thể là chỉ là 16 cm anh em mình. Đây, thân trên nó 9 cm này, anh em thấy không? Thân trên 9 cm nhá. Đó, mã số 9. Hải Châu Mini Bonsai mã số 9. Đó, nó có một cái co lách từ góc lên nhìn rất là đẹp, rất là duyên nhá. Toàn đây toàn đắp rêu nhá, rêu nhung nha cả nhà ha. Anh em mình có thể về gắn thêm tiểu cảnh vân vân. Đây toàn đưa cho anh em mình xem cái tàn của nó đây. Tàn đó là tàn rơ, cành rơ. Đây là nếu anh em mình chọn cái mặt tiền phía bên kia á, thì cành này là cành phong. Cành này là cành phong nha anh em, cành phong này. Cành này cành phong này. Đó. Cành phong đó, cành phong là cái cành phía sau nha anh em. Đó, cành này toàn đưa tay đó. Cành này chẳng qua là để nó phù hộ để che cái mặt ngay chỗ cái góc này thôi. Đây là cành này. Đó, anh em mình bẻ nha, cành dâm nó rất là nhiều nha anh em, thấy cành dâm của nó nhá. Ngày trâu mài xuống chính này, cái cành dâm như bên trong này, rất là nhiều nè, nó về mất kỹ nè anh em. Nuôi kỹ ra chúng ta cứ tỉa ra như thế này, nó tròn tán nó sẽ rất là đẹp. Rồi, cành này thì chúng ta rơi lại, rơi xuống như thế này. Đó, thì cây nó sẽ rất là duyên nè. Đó, cái này thì nó bay vừa tới đây thôi nha anh em ha, cho nó rơi vừa tới cái mặt chậu bên đây thôi, mặt chậu bên đây thôi là được rồi, là cái cành này đủ rồi nè. Còn cành này nó rơi tới đây cũng ok rồi nè. Đó, anh em mình nuôi cái cành dâm nó về rồi. Rồi anh em mình nuôi chóp nhé, từ cái tâm cây từ đây xuống đây này, đó, nằm giữa mặt chậu lên đây. Vậy thì chỗ đây chúng ta phải nuôi một cái chóp nhé, ở đâu ngay chỗ đây, ngay chỗ đỉnh đây hoặc là đây, chúng ta nuôi một cái chóp chúng ta đưa lên nhé. Đó, coi chỗ này là một cái nách lá nào, nuôi một cái chóp nhé, lên chóp này để chúng ta chỉ hình tam giác này xuống nhé, thì cây này sẽ rất là duyên và rất là đẹp nhé. Ok, toàn chỉ xuống mạng số 9 nha anh em ha, anh em mình xem kích thước và định hình giúp cho toàn nhé. Rồi mua cây thì cũng 750 siêu cấp toàn quốc bảo ship nhé, giống như các cây khác thôi nha, mạng số 9. Rồi toàn xuống mạng số 9 đây. Còn vài cây nữa nhưng mà toàn sẽ không lên tại vì video nó cũng dài rồi. 9 cây là cũng toàn nói nãy giờ cũng dài. Rồi hôm sau toàn sẽ lên một số cây khác cho anh em mình, hoặc anh em mình có thể add Zalo toàn ở phòng mô tả nhé. Thì toàn sẽ chụp cây và chụp nhiều cây hơn gửi cho anh em mình tham khảo nha anh em ha. Rồi ok, xin phép chào tạm biệt, chào cả nhà mình nhé. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Rồi, chào cả nhà mình nhé.